Cái loại này ta trộn hai cái vào, bây giờ mày đoán được là Hiếu gọi mày bằng bố luôn. Xin chào các bạn, đã rất lâu rồi tôi mới quay trở lại làm video. Và ngày hôm nay tôi sẽ thử thách anh em chơi trò chơi bịt mắt bán tay nước uống. Và ai đó đúng nhiều nhất sẽ là người chiến thắng. Còn ít nhất thì sẽ bị búng tay 10 cái. Và tất nhiên giải thưởng của ngày hôm nay đó là 2 triệu đồng. Các bạn ơi, nói thật sự Phong hôm nay thử thách tôi đoán độc có 10 loại nước ngọt thế này thì ít quá các bạn ạ. Giờ phải xếp cho tôi 100 loại ra đây. Thật, mũi tôi nó thật sự các bạn đánh từ Bắc vào Nam thì nói thật sự cái mùi gì tôi cũng biết nhá. Mùi cá là hành kinh hay gì tôi biết hết các bạn ạ. Thì kéo hôm nay tôi ăn chặt nhá các bạn nhá. Như các bạn đã biết thì là cổ phần của tất cả các cái công ty nước ngọt ở toàn Việt Nam này thì là do tôi nắm giữ, nói chung là số đông các bạn ơi. Và tất cả các công thức mà chế biến ra những cái loại nước ngọt này là tôi là người viết công thức nhá. Vì thế là các bạn thừa biết là đã là người viết công thức thì vị nào tôi chả biết. Thì hôm nay đấu với hai này kia thật sự nó một sự quá khập khiễng các bạn. Hôm nay tôi ăn chặt. Rồi các bạn ơi, tôi nghe cái hai thằng kia nói phét thì thật chứ tôi ngứa đít rồi này. Thì hôm nay thật chứ tôi là kinh nghiệm là uống gọi là nghìn loại nước ngọt rồi. Tôi đi khắp các tỉnh miền Nam với miền Bắc đến cả dẫn sang Trung Quốc các bạn ơi. Thì mấy cái loại nước ngọt này thì tôi đoán trong vòng lốt nhà các bạn ơi. Hôm nay tôi sẽ ăn chặt 2 triệu ở Phong nhé các bạn nhá. À không có nhiều nữa. Anh em chúng tôi sẽ bắt đầu vào trận chiến và tôi sẽ là người trọng tài. Ok. Băng ngọt sẽ là người thi đấu đầu tiên. Ok, tôi sẽ là người chơi trước các bạn nhá. Rồi, bỏ em ấy. Bác được cầm chai à? Em không, bỏ hết này xuống. Bây giờ là ấy đây. Rồi. Thành Hiếu bịt mắt vào để em lừa băng ngọt. Các bạn này 10 loại này tôi đoán được hết thật. Em ơi, bây giờ em cứ trào ra cho anh 10 cốc ở đây. Em rót đủ 10 cốc bày đây cho gửi từng không cần rồi rót từng chai một. Rồi. Đây. Rồi. Rót đi. Các bạn đây. Thì căn bản là băng ngọt mũi thính gọi đây. Ngày xưa là đi ngửi bao nhiêu cái đống ở quanh làng rồi tôi biết băng ngọt mũi như thế nào các bạn đây. Các bạn ơi, là trâu hay chó rồi. Biết hết gọi. Thử thách ngày hôm nay là cả lếm, cả liếm, cả ngửi, cả uống, cả cho vào lỗ tai nhé các bạn nhá. Cứ làm sao để phân biệt được cái loại nước đấy. Thì có nghe sẽ có 10 loại nước ngọt thì tôi khả năng tôi sẽ đoán 10 trên 10. Còn hai cái thằng đần ngồi hai cạnh tôi đây chỉ để cho vào cái video nó đủ 30 phút thôi. Rồi, người đây bắt đầu phát đầu tiên. Đó. Xong mùi này lạ thế. Đây là một là number one. Hai là sting vàng. Nếm đây. Đoán. Đây, nếm lại. Chua ấy nhỉ? Nếm lại. Đó, bữa chuyện hoay rồi. Nói đâu. Nếm lại. Thì... Nếm lấy một lần thì lấy lắm thế. Đây là number one. Sai. Một lần sai, xì tinh vàng. Sai. Xì tinh vàng nhé các bạn nhá. Một lần sai, một sai. Bịt mắt tiếp vào. Ok ok. Bịt mắt tiếp đây. Cái nào sai anh không phải bỏ mắt ra. Ok ok. Ba không phải bỏ. Chuyện thôi chứ. Trọng tài người ta đúng sai người ta cũng không bằng. Còn khán giả bao nhiêu cả nghìn khán giả xem nữa. Cho một loại uống rồi đừng nhét hai cái vào. Không. Rút để chơi. Ai nhét hai cái. Chuyện thôi. Đã là cuộc thi thì chơi thôi. Đã cuộc thi là phải công bằng đúng không? Rồi, tiếp tục sang vị lương thứ hai nhá. Rồi, uống đây. Đây là màu gì đây các bạn đây? Không biết. Thằng nào nói ra màu gì cái? Chịu. Màu trắng. Tìm một đoán. Màu trắng. Vừa lại uống cái sting vàng kia xong giờ nó mất hết vị rồi. Màu trắng. Không biết rồi. Các bạn toàn nói phét rồi. Mất vị giác rồi. Không biết là, không biết là cổ đông hay là cái thằng dọn rác của mình. Hay bảo vệ. Ôi thích. Đâu rồi mấy thằng dọn rác dọn chai lọ rồi nhưng cái chỗ này nhìn nó không biết rồi. Các gì đã được các công thức pha chế biết hết. À, bác dọn nói thật đi, bác dọn rác ở công ty nào? Tân Vân Thanh à? Hay đây là loại đó. Các bạn ơi. Mồm. Lếm lắm thế. Mồm. Đây là rồi. Đây là cái gì? Đây là gì? Mồm. Đây là gì? Bỏ xuống lếm 3-4 lần vẫn rồi. Vẫn thua này. Chứ có sao này con này lại đưa lại cho tôi cái sting vàng à? Không phải. Không biết cả. Vẫn sting vàng. Sai. Sting đỏ. Đây là sting đỏ. Các bạn ơi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng là công nhân dọn rác các bạn ơi. Chết rồi. Trà trộn vào. Rồi. Trà trộn vào làm cổ đông rồi. Rồi. Cho sting đỏ là vị khác ấy nhỉ? Sau 2 lần thì sai cả 2 rồi nha các bạn nhá. Lần thứ 3 em ơi này. Tôi mà 10 cái lại không trúng cái nào đấy hơi buồn cười nhỉ. Thế nhục lắm nhỉ. Các bạn tiếp tục nha các bạn nhá. Chế độ uống hai cái loại kia giờ vào giờ nó có thể vị giác nó khác rồi. Bác thì bác cần ngửi trước mà. Ngửi trước đi. Ngửi có thấy gì đâu. Rồi. Mồm. Mồm. Nhanh đi. Đây là trà gì? Xanh không độ. Sai. C2.
Nhục thế. Rồi. Mang tiếng, mang tiếng này khả năng là anh đi học lại cái khóa là chó bép dê để đánh người mùi hơi. Ê, mình gọi vội vàng quá làm gì? Các ơi, các bạn nghe gáy khét không? Gáy nó là cổ phần cổ đông các công ty cả. Như thằng đánh giấm nó thối thế nhỉ? Có các gì thằng con rác đâu. Rồi, chơi hết mấy ông lại đây đi em. Rồi, cái lỗ rồi. Lỗ quá trọng thì mà. Cái nào chỉ có ga. Cái nào chỉ có ga. Bình tĩnh. Cái gì lỗ to nhỉ? Đây là một nước có ga rồi gọi là. Fanta. Nước nào chỉ có ga. Đây là cái loại này nó đắng hơn là Coca-Cola, đây là Pepsi. Rồi, chính xác. Ok. Giờ tôi mới chơi cái mấy cái thai cái thằng rốt này cứ tưởng là tôi tồi tệ. Nó hạ ngay. Đâu? Loại nào? Rồi. Nước mà đọc khó vào lưỡi dễ tôi không đoán đâu. Rồi ok. Mấy trên mấy rồi? Mấy trên 10 rồi? 4 ăn 1 cửa. Rồi, tiếp tục đi. 4 ăn 1 rồi. Ngon. Đây à? Ừ. Ủa? Cái gì mà kinh này? Sao? 5 món ăn, chính xác. Chính xác. Rồi. 5 trên 2. Các bạn ơi, giờ là mấy loại này giờ nó dần dần nó kiểu đánh lừa được mấy cái đầu thôi ý. Rồi. Giờ là mấy loại sau là khó đánh lừa. 5 trên 2 cũng còn giỏi nhỉ. Ok, uống tiếp đi. Tiếp tục các bạn ơi. Tiếp tục. Loại này nó là màu đỏ tươi các bạn ơi. Màu đỏ tươi. Mirinda. Sai. Bảy áp. Bảy áp. Rồi, cái nào sai. Sai thì sao mà đấy. Sai lầm quá cái đây mình. Rồi, tiếp theo này em ơi. Cái bảy áp luôn nhỏ nhỏ á. Có cái nào sai mình đấy không? Nó 5, 2, 2 sai đúng rồi. 3 cái đúng rồi. À cái này sai. Đây rồi, 3 cái 4 cái sai rồi. Cái này sai mà đúng không? Nước sai này. 4 cái sai rồi. 6 ăn 2 em ơi. Mới được 6 ăn 2 à? 6 ăn 2. Đúng rồi này, dễ quá. Thôi được rồi, như nhau. Dễ. Như nhau em ơi, bây giờ mở trước. Ok. Bây giờ phải bình tĩnh này, xong mình không nên quyết định vội vàng. Rồi. Quyết định vội vàng là quá sai lầm. Tôi nghĩ mùi này băng ngọt rồi đánh hơi được vậy. Đánh hơi tiếp tục đi. Đây đánh hơi dễ đấy, tay làm gì cứ phải vô. Đây là Mirinda kem. Đúng rồi. Mirinda rồi, ok. Mùi này không phải lếm. Chờ các bạn này dễ quá nhỉ. 3 7 trên 3. 7 ăn 3. 7 trên 3 thì làm gì có đủ tuổi đánh với tôi thật. Không còn đấy em ạ. Rồi, tiếp tục đi. Vừa nãy là tôi đoán cái kia là trà xanh là C2 thì cái đấy là sai rồi, đây chắc chắn là không độ rồi, chính xác. Đúng đầu óc tư duy phết nhỉ. Rồi. Tiếp. Khó nhỉ. 8/4 rồi. 8/4 rồi. Trà điện 9 nha các bạn nha. Đâu 9/4 rồi. Đâu 8. À, ừ, 8/4. 8/4. Rồi. Đâu, được chưa? Mình đoán hơi xỉu, nó hơi mất bình tĩnh quá. Vội vàng, làm gì để thua. Sai lầm quá. Rồi mày đây, nào. À, lại đây nữa lại pit rồi. Pit rồi. Pit chứ đây là cái gì nhỉ? Giờ, biết giờ nhiều quá rồi, loạn hết rồi. Đây. Uống đây. Nào, Fanta. Ấy là buồn thế nhỉ. Rồi. Tôi bảo tôi giả vờ gần bao nhiêu công ty nước ngọt tôi có cổ phần hết, lắm cổ phần hết. Không, chắc là lượt cổ phần 9/5. 4 công ty dọn rác. 9/5 khả năng tôi 10/6 rồi. Rồi. Đây là cái loại còn loại gì nữa nhỉ? Các bạn loại này thì tôi thấy là dễ. Dễ cái này dễ quá. Còn loại ưa thích rồi. Coca-Cola. Ok. Như vậy là 6/10 các bạn ơi. 6/10. Rồi mà cũng hơi thất bại tí các bạn ơi. 6/10 thì cũng không rồi, cũng ra chiến thắng. Các bạn ơi, thì tiếp theo đến Hiếu nhá. Hiếu tôi nghĩ là bây giờ phòng bây giờ mình sẽ cho những cái gì lặng mùi đầu tiên ấy. Dần dần về sau nó sẽ mất cảm giác, hiểu không? Rồi, múc đi. Rồi. Cho cái này nhá. Cái này thằng này nó rốt, nó không đoán được đâu. Thật. Loại này anh Hiếu hay hút. Ô đừng nói à. Nó uống màu khác. Ngon nhỉ. Cái này một tách một là 5 bộ ăn, 2 là bỏ húc. Tôi nghĩ bỏ húc không có trong chương trình này rồi. Tôi đoán 5 bộ ăn. Rồi chính xác bạn ơi. Còn sai chưa? Ui giời.
vào, người ta khác nói chuẩn xác. Rồi, ok. Chuẩn xác rồi. Không cần phải nói. Tôi đoán thật sự các bạn này chuẩn 100%. Rồi, tiếp theo các bạn nhá. Đây là cái loại nước này các bạn nhá. Nước này là màu đỏ. Màu đỏ ai không còn biết đâu, đây. Rồi. 1/1 rồi. Đã sờ sờ cho người trai khác không? Cả thế, các ông định ngừa tôi thì sao? Này em trọng tài em công bằng lắm. Ê, suy nghĩ kinh. Ai là kinh nhỉ? Các anh còn cần lấy máy tính nữa không? Xem lại. Ừ. Rồi. Sao? Mồm. Cô ca. Chính xác. Sai nhá. Các đứa không nói. Sai. Phải nói ra người ta biết chứ, bọn ông là chơi xấu quen đấy. Màu trắng. Màu trắng. Bảy áp mà. Bảy áp đấy. Được cái bảy áp đấy các bạn. Rồi. Tiếp đi. Phòng bây giờ phải nói đúng sai, người ta phải nói rõ ràng rồi. Ông chơi đúng nha. Sai. Thế bên phòng mở đi, phòng ơi. Rồi. Ít thôi. Thôi. Được chưa? Rồi. Được đây. Các ông bọn chơi này chơi xấu này các bạn. Xấu đồ xấu các bạn nhìn các bạn biết. Chỉ bảo sai là đúng rồi. Cái nước này nó sao lại vuốt tóc rồi. Nước này xong lạ thế này. Ngon không? Lại không nữa. Em mày đừng uống hết của anh. Để thằng khác nó còn có cơ hội chiến thắng. Sao? Ngon. Nước này thật sự nó nhạt thật. Nhạt thật. Nhạt, không biết nước gì luôn. Không biết nước gì. 5. 3. 4. 3 rồi. 3. Fanta đi. Sai. Pepsi. Đây Pepsi. Là Pepsi nhá. Vậy là các bạn ơi, vậy là mấy loại nhỉ? Ba loại trúng một các bạn ơi. Rồi, ba trúng một. Phòng mẹ ấy cái bên ấy. Đây. Phòng lắp vừa phòng đường. Còn ít thôi, ra để nắm bọt thế tràn hết ra rồi. Được chưa? Rồi. Được đây. Mình đoán thế nào sao nhầm lẫn Pepsi thế này. Coca. Rồi. Coca là vị Coca đặc trưng quá đặc trưng uống hay uống rồi. Rồi đặc trưng chưa? Ok. 4/2. Tiếp đi, tôi bảo rồi mấy thằng dốt này, hai thằng này dốt không lừa tôi đâu thật. Mày mạnh thế à? Chả mạnh. Rồi, okay. Mạnh lắm luôn đấy, được chưa? Đưa đây. Đây anh rót từ từ. Đưa đây nào. Ok. Rồi. C2. Ai nhỉ? C2 nó chát hơn không độ. Kinh tế thế. Được chưa? Thế này tí nữa mình vào mình đoán 10/10 mất. Rồi, mình nói hết bí quyết cái nước ra thì chết, sai lầm. 5/3 rồi. Ok, em mới 5/3, thế đây là khả năng là thắng rồi. Tiếp tục. Anh yếu mạnh mà. Một là Fanta, hai là Pepsi. Jetsi. Cái từ tiếng Anh, cái từ Twitter. Tôi sao? Một là Fanta, hai là Twitter. Tôi đoán là ấy đi. Tôi đoán là Fanta đi. Sai. Twitter. Mình đứng ngay một trong hai cái đấy, mình không thể nào phân biệt hai cái nước này được các bạn. Rồi, vậy là 6/3 các bạn nhá. Tiếp tục này. Không hai cái lưỡi đấy nó nhầm các bạn, mình không phân biệt được ấy. Tiếp tục đi anh ơi. Bọn anh nó đùa hơi lâu ấy thật. Rồi ok. Bộ đội này rót đéo của đéo đéo có tiếng động nào. Rót không có tiếng động. Lại lấy cốc cua. Lấy cốc cua cho mình. Rót không tí đéo động đéo nào, không thể mở lắp đéo gì. Em ơi em đớp đi. Đâu. Mininda. Đặc trưng rồi. Tôi không cần phải mở mắt luôn này. Màu đấy màu đặc trưng mà. Màu vị kem nó ấy rồi. Còn nó quá đặc trưng rồi, màu Mininda quá dễ rồi thằng. Rồi. Sữa tinh đỏ. Ui giời, ghê nhỉ. Thằng cơm thế nhỉ. Còn xì tinh vàng mang lốt lên cho anh cái. Sữa tinh vàng mới không độ mang lốt lên. Em này chơi noi đừng cho những cái nước khác vào. Hả? Các bạn rồi. Bảo là chơi bẩn đấy. Hả? Đấy, không. Mới điền hết rồi, bên này hết rồi. Hết chưa? Rồi. Mấy là mấy chứ mấy rồi? Mày là... 7/4 rồi. Còn 3 loại nước nữa là nước một là xịt tinh vàng này.
hai là không độ này. Không độ rồi. Tinh vàng mà không độ này. Mới là một nước nữa là nước gì nhỉ? Rồi, chơi đi. Đây. Cái này thằng Phòng đi chăm chăm lên lấy cái màu đỏ cho vào, tôi không đoán cái này. Bỏ, đoán cái khác. Kinh nhờ mày, tôi nói thật đấy đùa đấy. Không bao giờ nhìn thấy luôn, thằng Phòng nó chạy ra đây nghe tiếng đi gì. Không phải. Thế thằng này nó đoán, đoán sai thôi. Chơi hoài đây, đây mà ông chưa xấu quen thì. Ok em ơi. Được chưa? Rồi, rồi ok. Tiếp tục vào đây. Đâu, cốc đâu? Đây. Thôi Hiếu này vô địch rồi các bạn ơi. Cái này nhiều ga hơn cái xì tinh đỏ, cái xì tinh vàng. Thì nhiều ga thì nó vẫn thế nhưng mà xì tinh vàng anh uống nó nhạt hơn nhiều, không có mùi luôn. Còn lốt loại không độ mang lên thì anh có phải đoán không em? Còn nước không độ đoán làm gì? Bảo còn nước không độ này gần. Ok. Ok các bạn ơi. Hiếu vô địch rồi các bạn ơi. Ba ơi. Đây là càng người sau lại đoán càng dễ. Ra tay rồi nó bảo đòi vô địch. Càng người sau đoán càng dễ anh hiểu chưa? Bác liệu chịu phạt đi. Thì bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục đến của Phòng nhá. Phòng thì nó rất là mạnh các bạn ạ. Đó, thì cũng chưa biết thế nào các bạn ơi. Nói chung là rồi, thi đấu mới cũng phải thằng... thi đấu thì mới biết được. Thi đấu mấy thằng rốt này kéo tôi người mũi 5% rồi đấy. Rồi các bạn ơi. Rồi, bên bên em ấy trước hay bên anh ấy trước? Thôi để anh rót cho. Đấy mày rót đi. Rồi để em rót nhá. Ừ. Cũng mạnh. Độc mở lắp chai xong cứ bảo anh rót. Rồi ok. Vâng rồi. Mạnh. Rồi, đúng này. Mồm Pepsi. Mồm Pepsi. Nếu rồi. Nếu. Mồm. Đây là number 1. Rồi, chính xác. Chính xác thì càng cuối này càng 1/1. Thật chứ, giờ tôi thi đấu với hai thằng này nó không khớp lỗi kiểu nó khập khiễng các bạn ơi. Rồi. Tiếp đi, khập khiễng mà mày nói đi, mày mồm. Tiếp đi. Đâu. Đấy. Mày đoán được anh cái. Mồm bảy áp. Ồ ghê thế nhỉ. Ghê thế nhỉ, đây là đúng đấy. 2/2. Thật chứ các bạn ơi, có nước nào tôi chưa uống qua đâu. Thật chứ, hai thằng rốt này tính gì. Em này ơi, em ơi, đừng nói là anh rốt ở đây. Bộ này nó là cổ đông như tôi, là giám đốc rồi này. Nhá. Mày chứ. Văn ngoại công nhân ấy rồi, hót rác rồi. Đây là công nhân rót rác tôi tuyển ở bên Liên Xô này. Đâu, công nhân dọn dẹp nhà vệ sinh thôi các bạn ạ. Rồi. Làm gì đâu mà. Rồi. Tiếp đây. Rồi. Cũng mạnh thế nhỉ. Nọ thế nhỉ? Hình như có trộn lẫn đấy. Không ai chơi đồng hoàng bao nhiêu khán giả xem nữa. Nói một từ rồi. Chính xác mạnh nhỉ, 3/3 nó chuẩn thế nhỉ. Người ta lếm các gì bảo người ta là giám đốc điều hành các công ty nước ngọt bên này rồi. Rồi đớp đi. Rồi, có một Coca-Cola nghe. Tôi là giám đốc marketing. À được đấy. Rồi, đớp. Kiểu gì chả sai mà làm sao đoán chuẩn hết được. Đây là Pepsi. Ủa sao nó hay cả? Nó hay cả. Dạ, chứ bảo cháu bảo tôi là giám đốc với công ty nước ngọt bác này. 4/4 là gì? 4/4. 4/4 là gì nữa? Tiếp tục nha. Chật chứ, nếu Nam mang tầm 100 loại đây thì may ra còn có tí khó khăn. Ok. Đâu rồi. Đấy, uống đi. Tổng mạnh thế nhỉ. Đây là 1/2 công độ. Mồm. Ai ở nước đây chứ bỏ cả đâu. Uống hết đi. Đây là công độ. Hay cả. Hay cả. Tao này hack thật rồi. Nó 5/5. 5/5. Thế ai chơi rồi. Thôi, tiếp tục nha bạn nha. Nào. Rồi. Đâu. 6/6 rồi. Rồi. Phòng mạnh thế. Cái đấy thì nó dễ quá các bạn ạ. Soda kem. Mira soda kem. Cái này người phân mùi bên này. Cái này nó mùi đặc trưng quá đặc trưng luôn. Hiếu rót bên em đi. Thế là 6/10. Em đây. Thế là bằng ngoan ngoặt rồi. Thế là quen tác rồi. Nó bên nào đấy? Mồm rồi. Bông ngoặt bên rồi, mày cứ chơi đi. Này. Đâu. Rồi. Cũng mạnh thế nhỉ. Đây là sợi tinh rồi. Nào.
1. Mùi này không có mùi dầu vị dâu nên sự tinh vàng. Ý, 7 trên 10. Hai cái đấy nó dễ mà, thật sự tinh phân biệt quá dễ luôn. 7 trên 10, phòng mạnh thế nhỉ. Phòng nó win rồi, phòng nó win rồi. Thật chứ bảo mua một thằng hàng tầm 100 loại nước ngọt vào thì nó được mới làm khó ở bên này. Rồi, tiếp. Tiếp. 7 trên 10, mạnh thế. Uống hết đi. Đây không phải vị Twitter, đây là vị Fanta. Lúc mà mày đoán Twitter rồi thôi, chả còn Fanta còn gì nữa. Hết được. Không Fanta, Fanta. Fanta uống nó ngang hơn cái Twitter nhiều. 8 trên 10 à? Có gì nhỉ? Thế nào nhất rồi? Nhất rồi mày phản không. Mày nhất rồi. Rồi. Hiểu rõ được cái đi. Rồi là đại xíu băng mày. Bộ này đang trêu tôi đấy, tôi nghi bộ này cười, nó pha lẫn rồi. Ai pha gì? Khó thế. 8 trên mấy rồi? 8 trên 10. 8 trên 10. Bây giờ đây có vị soda kem ở đây nhỉ? Vị đâu màu đỏ. Màu đỏ. Cái thằng này. Uống hết đi dễ. À có vị dâu rồi, chưa tính đỏ. Ok. Rồi, chính xác rồi nhá. Chính xác 100%. Có thế. 9 trên 10. Còn loại nào quan không độ muốn mang lên nốt đi. Rồi, còn loại cuối rồi. Rồi. Đây. Sao đây không phải không độ nhỉ? Không độ gì cái gì? Đó là có một loại cuối cái thằng tốt này. Bây giờ cái loại này ta trộn hai cái vào, bây giờ mày đoán được là Hiếu gọi mày bằng bố luôn. Thì đây còn loại cuối là loại không độ với trộn với cái gì? Đây là cuối loại không độ thôi. Chính xác. Đây là mày trộn mày trộn mày win rồi. Bây giờ coi như mày thắng, mày đoán được đúng hai cái loại nước này ấy. Thì anh gọi sẽ vãi mày thành sư phụ. Rồi. Bây giờ nếu mà quỳ xuống không. Lại quỳ lại luôn. Bây giờ mày ba vãi, quỳ ba vãi, anh gọi sẽ quỳ ba lại. Mày nói xong chưa? Em nói xong rồi. Bây giờ nhá, đây là không độ pha. Từ từ. Bây giờ chơi kèo này nhá. Bây giờ nếu thằng đoàn phòng nó đoán được cái không độ là tôi pha với cái gì thì thằng Hiếu sẽ ăn cứt. Bờ chơi qua đó. Đó. Không được. Ồ. Bây giờ là người pha là người đấy phải chơi chịu đúng không? Pha cái gì đi anh đưa đây. Người pha là người phải chịu. Em muốn thằng gì đây. Đây tuyên bố đây luôn, đây là pha với một cái Fanta 2 Twitter này. Em đặt đi. Để tôi nói với các đây bạn. Đây là không độ. Thằng này từ. Bây giờ là anh Ngọt là người pha chế đúng không các bạn? Thì anh Ngọt là mấy năm kinh nghiệm làm bên pha chế ở. Bây giờ anh Ngọt thách thằng phòng mà đoán được chúng thì anh Ngọt sẽ quỳ xuống đậy thằng phòng ba cái. Em ơi nào bắt đầu múc. Em ơi. Đây đây đúng đây là không đúng này. Hiếu cứt luôn. Nói đây. Không đúng pha Fanta. Rồi chính xác. Chính xác. Ôi, anh Ngọt quỳ xuống. Hiếu ơi là Hiếu. Quỳ xuống. Anh Ngọt quỳ xuống. Đậy thằng phòng nhanh lên. Hai thằng rốt thì cứ cãi nhau rồi bạn ơi. Phòng nó ấn chuẩn. Pha với tôi à? Rồi bây giờ Ngọt là người ưu tú nhất đứng vào giữa này cùng với Phong để tôi với Ngọt. Án tông tai nhỉ? Tông tai. Bây giờ là hình phạt là đầu tiên. Hình phạt. Như vậy là sau tất cả các vòng chơi, phần người thắng cuộc sẽ nhận được 2 triệu từ tôi. Còn bác Ngọt là người thua cuộc rồi. Xin làm gì? Anh ơi đừng cho thằng bét này xấu hổ, anh xin 200 người. Em ơi, mày đứng xa đây có tội gì? Thằng này nó vừa nó còn định giết mày đấy. Cái thằng bét. Bây giờ em ơi, em khó đây. Cái thằng này là cái thằng pha mấy lần nước chiên. Đưa 2 triệu ơi. Xem nó đưa ai nhá. 1 triệu này. Đây. Đếm nhầm. Thừa 1 triệu mốt rồi. 2 triệu mốt rồi. Ở đâu 2 triệu 3, thừa 300. Thừa 300 rồi. Thừa 500 kìa. 2 triệu rưỡi kìa. 2 triệu rưỡi, 2 triệu của Phong. Ok rồi này. Thật chứ. Cho anh 200 em đừng cho ngọt. Em ơi. Rồi. Thằng này vừa. Bây giờ sẽ đến hình phạt các bạn ơi. Các bạn ơi, như vậy là ưu tiên băng ngọt có tuổi già rồi. Thôi búng 10 cái được Phong mới. Anh Hiếu búng rồi. Chạy à? Mỗi người 5 cái thôi nhá. Rồi. Mèo. 1. Đúng mạnh nè. 3. 4. 5. Rồi, đây. Mạnh nên anh xin mày đấy. Đừng có tôi được tao đào tay, đào tay. Đau lắm. Đào tay. Đứng bên nào. 1. 2. Anh ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Ai đúng? Ai à? Nào. Mới được 3 cái lên. Muốn nó sao không đau búng mạnh lên ơi cứ lại em về lưỡi bên này 5 rồi sau khi xem video này nếu các bạn cảm thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng xem.
Xin chào mấy anh em lại.